Nó thấy gì không? Người thấy gì không? Cốc đó. Cốc nó cực kỳ hiền luôn mày. Loại hiền á. Nuôi là ok nhất. Đó, nhưng mà nuôi mọi người cũng chú ý. Nó thì có rất nhiều giá trị rồi đó. Giá trị về dinh dưỡng là ok nhất. Giá trị về trẻ em là thấy nhiều nhất. Nhưng mà người già người trẻ cũng được. Đó, người cốc không? Mình vào mà mình bắt con mình gọi nha. Thấy rõ không? Kiếm trên nào thấy rõ không? Này không rõ chưa? Này đi, rõ mới tay nè, rõ chưa? Chờ không rõ cho người ta. Rõ chưa? Đó, cốc. Một cái loài mà rất là hiền lắm mọi người. Hiền lắm. Nó không cắn ai chứ không. Nó làm gái chạy luôn rồi. Chờ chút đi, nói chuyện chút đi. Nè mọi người, nó nè. Thấy không? Nó hiền, cực kỳ hiền á. Nó không cắn mọi người đâu. Nó chạy gặp mình nó chạy à. Nhưng mà nó giá trị dinh dưỡng rất cao. Người già với trẻ em. Trẻ em sinh dưỡng còi dinh á. Đó. Nhưng mọi người biết có độc không? Bản thân nó có độc không? Xét về tổng thể thì cái lớp da của nó là độc nha mọi người. Da của nó độc. Nhất là hai cái bên này nè mọi người. Hai cái bên này nè. Đó, hai cái bên này lòi lên không? Hai bên này nè đó. Mình không đụng nó, không có làm gì đó, nó không tiếc ra đâu. Nó cái này, vô này nè. Chỗ này nè, cái chỗ này, hai lưng sống nè, hai lưng lên nè. À, ta kêu mũ cốc đó. Mũ cốc cực kỳ nha mọi người. À, ai dính mũ. Đó, cái mũ của nó đó, đó mà thấy là dùm rõ không, thấy không? Mũ có nó nằm trên đây nè, nó nằm trên cái u này nè. À, sầu xì xấu xí rồi. Thấy nó sầu xì xấu xí không? Đó. Muốn ăn thì mình phải lọt nó ra hết, lọc ra hết. Mà đặc biệt là bỏ cái nội tạng nha mọi người. Nội tạng trứng đó bỏ hết trơn luôn. Độc như đó đó, chính ba mình bị nè. Ngồi độc cốc, ngồi độc trứng cốc. Ối lắm đó, tới tụi ăn ít mà không còn ối nữa. Ối mấy ngày luôn rồi. Đó mọi người mà ăn nhiều thôi là gọi mình đi luôn. Vô bệnh viện không kịp luôn rồi. Đó, cốc nó có nhiều lợi ích nhưng mà nó cũng có nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm. Cần biết mọi người, cần biết con này đó. Đó, giá trị thì cũng có, nguy hiểm cũng có mọi người. Nó là cốc. Thấy nó hiền lành vậy đó, nhưng ít ai đụng được nó. Không phải đụng là mình hiểu nghe cái kia mà đụng bình thường là đụng được. Nhưng mà đụng là ăn nó đâu rồi, những cái loại kẻ thù ăn đó thì khó lắm, khó qua nổi cái nào độc lắm. Như duy nhất con ăn được nó đó, rắn độc là có thể ăn được nó. Nhưng không sao chứ, tại vì rắn độc nó lấy nhân độc từ cái đó đó để nó tích độc để khi nó cắn kẻ thù nó tiêm độc. Đó, tên là cốc là cái loài mà thì những cái loài độc khác tấn công rồi, bình thường là nó không có tấn công. À, nó này kiếm rồi, kiếm chỗ nó chú rồi đó, bắt nó ra, bắt nó chỗ cổ nó ra, giờ nó kiếm chỗ nó chú rồi đó. Nên anh em nên biết về những cái giá trị con cốc, những cái điều đơn giản nhất thôi. Đó, là cốc nó rất là hiền. Nhưng mà ở lớp da đó, nó ở trên gần khí mắt đó, có một hai cái lần đó, hai lần mũ đó cực kỳ độc, với nội tạng nó rất là độc, mọi người chú ý phần đó. Còn giá trị thì nông y người ta đã chia sẻ, ông bà xưa người ta cũng nói rất là nhiều, rất là hiền lành luôn. Ai có ở định nuôi không, nuôi không, ở định nuôi đó không, nghiên cứu nha, định nuôi thì nghiên cứu để biết thêm thôi. Chốn rồi mọi người, đó là loại ăn nhưng mà ăn đêm ăn ngày luôn. Mùa lạnh thì chú đông cho nên là loại ăn đêm ăn ngày luôn. Ở miền Nam thì dễ dàng, miền Nam thì độ cũng không đến nổi, miền Bắc thôi, miền Bắc cũng khó thôi. Cái miền Nam này cực kỳ dễ, dễ lắm rồi, dễ giờ nuôi nè. Anh em đam mê thì có thể nuôi nó bình thường rồi, nó bự lắm. Có con bự không biết, anh em nào biết nó có mấy loại không mọi người, mấy loại cốc, mấy loại màu cốc, mấy loại giống cốc. Chứ mình thấy cốc nhà mình bị lớn lắm, giống cốc màu đen này, nó có bị lớn lắm.
có khi nó bự hơn nữa, nó có màu gì chứ nó bự hơn, có độ bự hơn nữa. Loại chắc cỡ 150-200 gram đó rồi, không biết có bự hơn đâu. Mình thấy đó, mình thấy độ bự lớn nhiều, còn bự hơn mình không thấy mà. Đó, nó chạy vòng nó hiện lắm, không cả ngày vậy mà, cả ngày nó ngoài mai nó chỉ ăn vậy thôi, ăn côn trùng, ăn sâu bọ, rung sáng vậy thôi chứ không làm gì đâu. Không biết điều tích nó thì cũng có thể nuôi được, ăn gì mình cũng phải nuôi được, nó dễ mà. Chú đông biết ở đâu mà, ở chỗ nào dễ dàng, dễ dàng tìm kiếm nè, tìm kiếm chứ mà không biết nó ở đâu sao mình biết bắt giống được, tìm kiếm nuôi luôn rồi. Nó kiếm kìa, nó kiếm chỗ kìa, kiếm chỗ nấp kìa, nó leo đúng rồi, thấy không, leo không, leo á. À, rất dễ thương nha. Mà nó có chuyện, nó là cậu không chạy đó, cóc là cậu không chạy đó. Có nghe câu chuyện đó chưa, Việt Nam, câu chuyện cổ tích Việt Nam, cóc là cậu không chạy đó nha, ai đánh nó là ông chạy đánh cho đó nha. Đây mình lật cái bụng nó lên cho mọi người coi, bụng như có cái màu gì, bụng hay sao đó, bụng cái gì đó người, có những cái đốt mà, cái đốt này nó không biết, cóc này cũng đực cái luôn. À, để mình nghiên cứu mình coi cốc nào đực, cốc nào cái nha. Sao gọi là cốc đực, cốc cái nha. Thấy không, dễ thương không, nó đâu có cắn gì đâu mà chỉ dậy thôi. Nên em muốn biết về lò cốc thì có thể đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình nha, để mình quay những cốc thêm cho mọi người thấy đó, nó sống như thế nào, ngủ đông như nào, ăn uống như thế nào, cuộc sống nó như thế nào, môi trường sống như thế nào nha mọi người. À, nhảy kìa, nhảy không sao mọi người, nhảy yếu xìu à, yếu xìu đó, đi kìa, đi kiếm chỗ rồi, nó kiếm chỗ nó trú rồi, thấy không, đi đó, đi, nhảy kìa, nhảy hiệu à, gặp con ếch, con nhái nè, mọi đốn người bắt được nó. Khi nào yên tĩnh mới bắt được thôi, còn cốc này nó đi ra là dễ ba bắt lắm, nó dễ như hiền á, nít bắt cũng được, nó dễ gà thôi, thấy không, cận cảnh à, nó có một cái một cốc à, trên cơ thể người có một cốc đó, không biết có liên quan gì đến con cốc này không, mình thấy một cốc cũng gần này, một giống một cốc, thấy không, đi nè, tìm đoạn cốc nha, tìm là cốc để tìm hiểu về là cốc, gặp là cốc, cốc như thế nào, cuộc sống như thế nào người, thấy nó gọn, nó đơn giản giống như loại ếch nhái mà lưỡng cư. Thấy không, ok không, đúng cho được theo luôn, một cái tảng ổ là ngủ để biết cái loại này nó có những cái giá trị gì không, mình theo luôn, theo luôn. Giá trị gì hữu ích cho con người, cho vật nuôi không người. Thôi, bye bye mọi người, thôi tới đây thôi, bye bye nghe cộng.